Khí trong ngôi nhà chúng ta phải có được một cái sự lưu thông thường xuyên, phải có những cái cửa trước và phải có những cái cửa sau, hoặc là nếu mà không có cửa sau thì ít ra nó có đường vào, thì phải nó có những cái cửa thông không gian mà nó giải phóng năng lượng, giải phóng khí. Tôi nói ví dụ nó là cửa sổ, nó là ban công, nó là khoảng giếng trời, nó là khoảng sân sau đấy. Thành ra là những cái nhà mà không có sân sau nó cũng là một cái nhà mà bất lợi, hoặc là để sân sau nó quá bé xong rồi lại che chắn nữa, là một ngôi nhà mà rất dễ bế khí. Ngoài ra thì cái việc mà cái cửa trước và cửa sau chúng ta cũng phải bố cục nó hợp lý một chút, nhất là trong nhà ống. Bởi vì sao? Bởi vì cửa trước và cửa sau nó đối diện nhau, nó trở thành một cái thế cục, nó gọi là xuyên tâm nhà. Như vậy thì năng lượng vào nhưng mà ra rất là nhanh, tiền nó vừa vào cửa trước nó đã ra cửa sau, và nó là một cái sự thất thoát trong phong thủy, đôi khi nó còn nặng hơn cả bế khí hơn.